Hôm nay, nhà đẹp KC Home chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà vườn mái Nhật, một tầng rất đẹp. Ngôi nhà được công ty chúng tôi thiết kế cho gia đình nhà anh Bắc tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng diện tích của ngôi nhà là 180m², được chúng tôi thiết kế gồm có một phòng khách diện tích là 47m², một phòng thờ diện tích là 16m², có 4 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng ngủ có vệ sinh khép kín, diện tích mỗi phòng là 19m², còn lại 2 phòng ngủ dùng vệ sinh chung, diện tích mỗi phòng là 16m², rất rộng rãi. Ngôi nhà có thiết kế rất bắt mắt, có kiến trúc hiện đại, rất phù hợp với những nhà có diện tích đất rộng. Các bạn, ai quan tâm đến mẫu nhà mái Nhật một tầng này thì hãy để lại các bình luận ở bên dưới. Nhà đẹp KC Home sẽ tư vấn chi tiết cho các bạn về chi phí giá thành của ngôi nhà này và tư vấn cho các bạn chi tiết về công năng sử dụng của ngôi nhà này các bạn nhé.